ơi, tôi cứ tưởng đâu tôi là nổi nhất rồi, ai về gặp cô dâu nổi hơn. Cô dâu lấp la lấp lánh. Thôi, xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Thị Phương Trúc, năm nay 29 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng của công ty du lịch APEC. Còn em? Em tên là Nguyễn Thanh Phong, 28 tuổi, em đang là giám đốc, em có công ty riêng. Phong là 28. Dạ. Trúc là 29. 29 à, đúng. Nhưng mà không nhìn Phong thì... Nhưng người ta có chức có quyền. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao, người ta 28 người ta giám đốc một công ty riêng của người ta rồi đó. Chắc có lẽ đây chỉ là nhân viên mà thôi. Cái tài mà dữ dội hơn nữa đó chính là chinh phục được cô vợ xinh đẹp như thế này. Vậy thì bây giờ quá trình chinh phục như thế nào, chúng ta hãy đi từ từ, từ cái giai đoạn mà hai bạn gặp nhau, gặp ở đâu, kể nghe đi. Em gặp vợ em ở trong quán cà phê, thì tình cờ một người bạn của em thì gọi điện cho em mời em uống cà phê. Thì em chạy ra thì có vợ em với bạn người bạn của em ở đó. Em gặp thì thấy vợ cũng vui vẻ, cũng cười, thấy cũng phái phái. Phái phái hả? Dạ. Em thì sao? Đầu tiên ấn tượng của em thì anh này ảnh rất là đen, mà con mắt ảnh lông mi thì rất là dài. Và ảnh cứ chớp liên tục, nó không biết sao. Mà anh chớp sao đâu không? Chớp liên tục nhưng mà nhìn cũng được thôi. Trong đầu có ý định là thôi để giới thiệu cho em gái con của ông cậu. Tại vì qua nói chuyện cũng là biết anh này anh nhỏ hơn em 1 tuổi, thì không phải gu của em. À, người này nhỏ tuổi hơn Trúc không phải là cái gu của Trúc. Dạ. Vậy thì cái gu của em là như thế nào? Ít ra cũng lớn hơn em phải 4-5 tuổi. Thế nhỏ thì em nghĩ trong đầu chắc không chín chắn lắm. Với mắt cứ chớp chớp mà nói nhiều lắm. Nhưng cuối cùng thì lấy một người không phải gu của mình thì bây giờ em là thấy cái gu của em thay đổi chưa? Dạ thay đổi chị. Đúng không? Dạ. Vui hơn, đúng không? Dạ. Đó, cuộc sống hồn nhiên nhí nhảnh vui vẻ hơn. Dạ. Rồi bắt đầu cuộc cách mạng chinh phục người phụ nữ xinh đẹp này như thế nào? Dạ thì em tấn công tới tấp luôn anh. Em là gọi điện mời uống cà phê. Rồi uống cà phê xong rồi mà đi uống cà phê rồi mà đi ăn. Giờ em lúc đó thì ví dụ là mà cứ tục sinh nhật gì đó, tục sinh nhật á là có em hết. Rồi bao lâu thì em cảm thấy là không thể thiếu con người này? Khoảng hơn 6 tháng á chị. Mà tại ngày nào cũng gặp nhau hết. Thì sau 6 tháng lúc đầu thì em vẫn còn ý định là giới thiệu cho bé em. Đó, khoảng 6 tháng thì thấy anh này cũng thiệt thà. Với em kêu ảnh là sửa bớt cái tật chớp chớp mắt lại. Vậy thì bao lâu thì em mới cua được chị này? Dạ khoảng 1 năm là cưới luôn anh. Có nghĩa là 6 tháng là đã 6 tháng là đã dính rồi. Dính rồi. Dính rồi. Dạ. Rồi. Dính trong 6 tháng nữa là hút luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Check keo luôn. Đánh nhanh mà anh, đánh nhanh. Đánh nhanh. Dạ. Tại vì đi vào á ảnh cũng gọi điện thoại á mà rù rù á, gặp nhau rồi, về nhà xong khuya còn gọi điện thoại. Em ơi cứ cưới đi, anh đi coi bói rồi. Thầy bói nói năm nay á mà cưới á là hai đứa mình sau này giàu lắm. Hay nào cũng vậy, cứ tối về là anh gọi điện nói vậy đó. Mà bây giờ có thấy là có khá hơn lúc mà chưa cưới không? Dạ khá rồi. Mà rõ ràng bây giờ chị cũng thấy trúng rồi đó, là bởi vì mới có nhiêu đây tuổi thôi mà người ta là giám đốc rồi. Giám đốc của doanh nghiệp. Lúc mà cua bạn này là chưa làm giám đốc phải không? Dạ đúng rồi, lúc đó chỉ em là nhân viên thôi. Ồ. Oh. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Hơn 4 năm chị. Hơn 4 năm rồi. Thì về có bị vỡ mộng về nhau không? Dạ có chị, từ lúc quen á là ảnh chiều lắm, từ A tới Z muốn gì cũng được hết. Xong mà khoảng 3 tháng sau á là ngày nào mà ảnh cũng đi nhậu á, không nhắn tin là cho em biết luôn. Em gọi điện thì nói đang nhậu bạn, đang ăn với bạn xíu về. Em hỏi là xíu là bao lâu? Cứ xíu không. Cái bữa đó sao mà em quậu lên quá, trong vòng 15 phút phải về tới nhà. Còn mà nếu như không về tới nhà thì bây giờ em sẽ đi. Cái gọi điện tắt máy luôn anh. Thôi lúc đó em tức quá. Xong rồi á em mới cái em qua nhà bên bà chị. Khi em đi em nhắn tin á là cấm gọi mẹ, xong em tắt điện thoại lại. Không, lúc đó tâm trạng của em sao khi em về em không thấy vợ? Dạ lúc đó tại vì tâm trạng mình hơi buồn, hơi lo, mà tôi thấy có lỗi, thấy mình hơi quá đà. Cái về tối ngủ thì em tiện buồn buồn thiếu thiếu sao. Thiếu cái gói ôm. Dạ. Rồi cái ngày hôm sau thì gọi được vợ thì bắt đầu năn nỉ xin lỗi. Rồi hứa là từ rạng sau không nhậu gì trễ nữa. Thí dụ có đi thì phải báo trước. Còn có tha liền không Trúc? Dạ không, phải bắt hứa đàng hoàng. Nhậu phải xin phép, hoặc là đi gặp bạn hay uống cà phê gì phải xin phép mấy giờ về. Từ đó có hết có hết nhậu có chưa? Hết không? Giảm bớt hẳn đi luôn. Em vẫn mộng gì vậy? Dạ có. Rồi kể đi, kể. Dạ vợ em dữ tính lắm chị, nóng tính lắm. Mỗi lần em đi nhậu á, thế giờ 7-8 giờ á, gọi điện gọi lần 20 cuộc, gọi liên tục luôn. Em hả mới vừa nghe xong tắt máy cái để xuống gọi nữa, gọi hoài luôn, sẵn sàng lâu tay luôn. Quán nào? Nhậu với ai? Mấy giờ về? Nghe nó không đi là sao? Sao này quen quen ta.
Rồi ngày nào cũng ăn nhậu, tối ngày ăn nhậu nhậu, tháo mang tháo uống. Ờ chứ bạn của họ nghe, mà nghe bạn em nó thấy âm thanh nó lan tỏ ra, bắt đầu thấy nó sợ rồi. Không phải như thế nào cũng khác vậy đúng không? Tại anh ấy chỉ biết làm sao không, là ảnh đi được nhưng mà em đi là anh lại ghen. Anh không cho em đi. Cuối tuần đi với bạn gái không vậy, anh không cho đi. Mà tối khuya mà lỡ bạn trai mà bình thường thôi, mấy anh bạn bình thường gọi hỏi thăm thôi, mặt ảnh cũng ngủ xuống đóng nha, không hề nói chuyện em. Em nói ủa anh đâu làm gì đâu mà tự nhiên vậy, cái hỏi khuya mà còn nói chuyện hoài, đi ngủ đi. Tại vì nói chung mà tối mà buổi tối mà gọi trai gọi nhiều khi cảm giác đến bực mình nghe lắm. Bực bội khó chịu lắm. Nhưng mà sao không cho người ta đi với bạn gái đi mua đồ? Thì em thích chở vợ em đi mua gì đó. Rồi thời gian đâu đi nhậu? Đâu thông thường thì một tuần em chỉ đi một lần thôi. Mỗi lần em nhậu về hả vợ hả? Cào ôi nè, tay hả? Cào cái nè. Trời ơi, rồi hả? Bay bay lủng lỗ luôn, máu me không. Trời ơi. Có bữa hả, em nhậu về xỉn á, em lại năn nỉ ghẹo ghẹo quá hả? Cầm điện thoại quăng cái vô mỏ, chảo mỏ xịt mỏ luôn. Trời ơi. Trời. Rồi có lúc hả, em ghẹo hả xô đẩy vô tường, đập đầu tường luôn. Trời ơi. Ôi thế thằng gì đó. Rồi chưa tính hả là hả nhiều khi hả bóp cổ nữa. Bóp cổ em làm sao? Đâu làm thử cái coi có đưa, nó làm sao. Đúng rồi. Bóp trước. Dạ. Bóp trước luôn, bóp, bóp trước rồi. Bóp mà giống như trong phim. Có điên không nữa không? Em có kháng cự gì luôn hả? Dạ không thì em đẩy ra em xô ra thôi chứ có, mà em chỉ dụ là đưa dạ. Tiền. Thôi em đừng nhận, đứa bữa nay anh đi gặp khách, anh đưa tiền cho em nè. Đưa tiền mua sắm, tại nó la quá. Đánh vào tâm lý. La quá, nhức đầu quá, thôi giờ lấy tiền nè, mai mua đồ rồi nha, mai cho vui nha. Bị vợ cào, bị vợ như là bảo hành như vậy mà có bớt nhậu không? Dạ bớt rồi. Rồi vợ em còn có cái thật xấu gì nè? Lì lắm. Nói không nghe. Tại vì nhiều khi vợ em thích mua cái gì em nói thôi cản từ từ, để từ từ mình từ từ đi. Không, mua liền. Mua bằng được. Nhất quyết mua bằng được. Còn gì nữa không? Nóng tính. Để nói hết đi, sớm muộn gì chút về cũng bị đánh à. Nóng tính. Nhân cơ hội nói luôn đi. Nóng tính anh. Nhiều khi em cái gặp sự việc gì đó, nhiều khi em kiềm chế được, vợ em hả la sảng sảng lên vậy đó. La xong rồi thôi, không có để lòng. Không có để bụng. Dạ, dạ đúng rồi, không để bụng, nhưng mà la lên, la gì lắm. La nói liên tục luôn á, nhức đầu luôn á. Chứ để trong lòng ức chế, chịu nổi. Nói rồi thôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi. Dạ đúng rồi, không có nói lại. Nói luôn đi. Không, em có nhiêu đó hết rồi, còn chồng em mới nhiều. Chồng em mới nhiều. Còn chút, không còn gì nữa. Nhiều chuyện á, là một câu chuyện á mà có thể là kể tới có câu chuyện một cùng một nội dung. Em kể chắc tám người mà em ngồi đó em thuộc lào đọc đi đọc lại. Cái đó là tính kiên nhẫn đó. Nhiều lúc muốn khùng luôn mà ổng không cho em đi đâu á, bắt ngồi đó chơi với ổng. Thôi mà ổng nghe ổng kể chuyện không à. Rồi đó còn ổng lười lắm, cưng con mà chơi xong cái quăng ra cho em ẩm chứ không có chịu ẩm. Nghe vợ còn nữa kể xấu mà mặt rất là hạnh phúc. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Bớt nhiều chuyện với bớt lười lại được. Bớt nhiều chuyện bớt lười biếng. Em mong muốn vợ em Dạ em bớt nóng tính lại, hiền lên tí. Có nghĩa là cái mong muốn của em là bớt vợ bạo hành mình đó phải không? Không, không phải bớt bạo hành mà bớt nóng tính, bớt la. Thì khi bớt ta nóng tính ta mới bạo hành. Cái gài cho mà còn trốn. Dạ. Trời ơi, gài cho để mai mốt không có bị bóp cổ. Còn muốn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi nhắc éo rồi. Hết rồi. Hết rồi anh. Em mà mỗi lần mà em nặng tay với chồng vậy á là chồng em có bị đau không? Dạ có lúc đau có lúc cười, không biết vui sao cười. Nhưng mà thấy nãy nói là gì cào bật máu ra mà. Tại lúc mình dạ đau lượng. Sáng tắm hả, mỗi lần sáng rồi tắm hả rát, trời ơi đau kinh khủng luôn á. Hả? Rồi tay nó lủng lỗ vậy nè. Con em là con trai con gái? Dạ con gái. Có khi nào nó thấy mẹ cào ba vậy chưa? Dạ chưa. Từ hồi cào có nó tới giờ là không. Giờ là hết cào, giờ nghe lời lắm. À, có nghĩa là lúc hồi yêu nhau thôi gì? Lúc mới cưới á chị. Lúc là mình yêu quá rồi cái mình lỡ tay thôi đúng không? Chứ đâu phải mục đích là tại nhiều lúc cứ chọc lét hoài à. Bực bội, mình đang giận mà chọc lét mình mắc cười. Mình phải kiếm cái gì để giống như mình vẫn còn giận vậy á. Tính ra không là cào á. Mà không chịu cứ liền cứ sáp vô thì thôi cào. Mỗi lần giận là không nói chuyện bao lâu? Em hết tiền thì có lúc tùy chuyện, có lúc thì xíu là hết giận. Chuyện nào mà lớn là qua mấy ngày. Tại vì nãy chị chưa có hiểu lắm, chị nghĩ rằng là qua cái lời kể của bạn này, mặc dù mặt bạn hạnh phúc lắm nhưng mà cái bạn kể ghê quá. Cái chị nghĩ là mỗi một lần như vậy là bị thường xuyên đó. Dạ không chị. Đó cho nên chị hết hồn, chị tính nói thôi đừng thường xuyên. Đó
Nhưng mà bây giờ biết là lỗi là do em đúng không? Dạ. Nhây quá cho nên người ta phải dùng cái chiêu đó để người ta ngưng cái nhây của em lại đúng không? Dạ, giống như đi ngủ vậy đó. Em nói mình nhận giận mình quay chỗ khác mình ngủ mà cứ quay quay chọc lét mà. Nói sáng đi làm mệt lắm, thôi cho em ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi. Cứ quay qua chọc chọc nữa, em nói cho em ngủ xíu đi. Bây giờ sáng em đi làm nhiều việc lắm, chọt chọt hoài, đang cầm điện thoại kế bên á, bực quá quê vậy nè, cái mới trúng cái mỏ mới sưng. Trời ơi, vậy mà nó nghe xấu cái lời của chồng kể giống như là chồng bị bạo hành. Trời ơi, thì ra là tại vì á, cứ khều khều móc móc hoài người ta mệt. Rồi, thực ra những cái điều mong muốn của tụi em á, nó đơn giản quá mà đúng không? Yeah. Đó, cho nên rằng bây giờ là tụi chị cũng như chương trình chúc tụi em hạnh phúc hơn nữa. Yeah. Nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, nếu được, xin thêm đứa nữa. Nha, cho đủ gạo đủ nếp. Nha. Yeah. Dạ, xin cảm ơn em. Cảm ơn anh. Yeah.